chào mọi người, mình tên là Mai. Mình sinh năm 95 và mình đã tập với Thanh Nguyên được 3 tháng, tăng lên được 1,5 cm. Rồi hôm nay mình sẽ chỉ cho bạn một số bài yoga cơ bản mà mình cho chị Mai tập nha, giúp cho bạn tăng chiều cao. Tại nha. Rồi bài đầu tiên, cho anh mượn đồng hồ bấm giờ rồi. Rồi mỗi chân 30 giây nha. Cho chị. Rồi. Bài tiếp theo là bài đứng chạm mũi chân, nó sẽ giúp cho bạn kéo căng phần dây chằng phía sau. Rồi, vô. Bài này thì nhiều bạn mới tập thì sẽ không dẻo được như vậy đâu. Các bạn cố gắng, đúng rồi, chạm như vậy thôi. Mấy bạn mới tập thì cố gắng làm như vậy thôi. Còn nếu mà bạn nào tập lâu thì bạn sẽ dẻo giống như chị Mai. Cố gắng giữ cho mình khoảng 1 phút liên tiếp nha. Rồi dừng. Rồi nghỉ 20 giây. Cho bài tiếp theo là chị ngồi lên trên đó đi. Ngồi lên. Chưa nha, chưa đâu. Rồi chuẩn bị nè, 1, 2, 3. Rồi vô.
Bạn nào mới tập bài này thì các bạn cố gắng chạm phần mũi chân thôi, không cần phải nắm nghiêng lòng bằng chân đâu. Đó đúng rồi. Tập lâu thì dây chằng của bạn nó sẽ có độ co giãn và đàn hồi tốt hơn. Bạn sẽ làm được giống như chị Mai, thậm chí là đầu của bạn sẽ đụng được đầu gối luôn. Dừng nghỉ 20 giây. Well done. Bài tiếp theo là bài vừa kéo căng đùi và kéo căng phần sống lưng. Bài này này thì thăm thôi, cứ bình thường thôi đó rồi để chưa đâu rồi. Cái bài này 1 2 3 mỗi bên 30 giây nha. Well done. Rồi dừng, đổ bên. Bài này nó sẽ giúp cho bạn vừa kéo căng phần đùi này và sống lưng này, nó sẽ được kéo căng toàn bộ cơ thể của một lúc luôn. Rồi dừng. Rồi xong. Mệt lắm, mệt lắm. Quá mệt. Thôi chị muốn chúc các bạn gì không? Chúc mọi người vượt qua cái cơn mệt mỏi để mà duy trì tập đỉnh cung. Chung là vậy thôi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Thấy hay thì bấm like và share đồng hồ cho tụi mình nhé. Vì bạn.